xem YouTube Music này lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 trên YouTube V Talent và 20 giờ ngày 9 tháng 7 trên HTV2. Nhớ không, cái lúc ra bôi không, là tôi thấy ổng á là ổng không thèm cười luôn. Chỉ có bà cô dâu dịu mới cười thôi. Thôi đừng có ăn nói xà lơ quá đi. Xà lơ là cái gì? Xà lơ là tào lao đó. À, xà lơ là tào lao á hả? Đúng rồi. Ngôn ngữ mới với trẻ giờ. Anh nói chuyện ai mà em đây không hiểu được. Trời chị ơi, khúc này là giết em với anh Hùng rồi. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai nghệ sĩ gạo cội. Nghệ sĩ Tú Thoại Mỹ là một người chị nền nã, nết na, nhu mì. Rồi ông anh của tôi là nghệ sĩ Thú Kim Tử Long. Thì anh cũng chơi nhiều game với tôi rồi. Kẻ anh... xấu đó phải không? Không, anh cũng chơi ok lắm. Anh chơi đàng hoàng. Vui, không anh có ăn gian. Không bao giờ ăn gian đứa mấy đứa nhỏ đâu. Không bao giờ luôn. Không hả? Bao giờ. Nào kẹt lắm thôi. Thì ngày hôm nay chắc anh chị đã đến đây rồi. Thì chắc chắn là phải có một cái nhiệm vụ kinh hoàng nào đó dành cho tụi em. Chưa gì mà em sợ ông luôn lẫy bẫy rồi nè. Bây giờ thường thường đó, những cái mùa tháng 4 đó, tháng 10 á, là thường thường là hát những cái cúng đình á, lễ kỳ yên á, là người ta sẽ hát những vở cải lương. Vậy cho nên là hôm nay nếu chúng ta có một cái vở nào để mà mình vừa hát nè, mình vừa cúng đình nè, đó là phước báo lắm đó. Như những gì nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long vừa chia sẻ, hôm nay hai nghệ sĩ ưu tú sẽ đưa một thử thách biểu diễn trích đoạn cải lương dành cho 12 nghệ sĩ của chúng ta. Các bạn sẽ thực hiện thử thách trên tinh thần đấu hai đội, đó là đội rực rỡ và đội quê nhà. Để anh xem nha, khoan để anh xem nha. Đây. Thôi anh đi về đội mình đi, tự nhiên á. Thôi anh đi về đội mình đi, tự nhiên á. Có mình anh đó, hai anh em mình lộn đó. Trời ơi. Em thấy là khả năng của hai đội đồng đều. Bên đó gánh Buka, bên đây gánh em là thấy ok lắm luôn á. Đâu biên cương nó rơi coi. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Wow. Tông quá. Nhiều tông trong chiếc ơi đó. Sao một câu hát mà nó nhiều tông quá vậy? Đó là sở trường của em. Cái đó chỉ là cái hàng duy là giống như là mẫu giáo thôi. Đại học hát nè. Biên cương lá rơi, lá rơi thu hà em ơi. Trời ơi. Hát cái lương giống như hò khoan bãi biển. Sao cái giọng đẩy lên vòm hồng quá nè. Sao mà nghe hào sảng dữ vậy em? Đội của chúng tôi có một con gà chiến đó là chị Lâm Mỹ Dạ chứ không sợ. Lam liên giá. Lên liền. Hai thúng trầu xanh coi. Trời ơi, hai thúng trầu xanh còn nắng quằn trên đôi vai bé nhỏ. Trời ơi, hay quá. Nhưng đôi gánh tình chung đã gãi đổ từ lâu rồi. Đó. Em hát được đó. Đâu giờ em rắc thử đi. Thử đi. Thì có cái bài này em hát, em lúc đó đóng phim Sông Lam em có hát. Đúng rồi. Cái bài cái đoạn trong cái trích đoạn là Mỹ Châu Trọng Thủy lúc đầu á là Mỹ Châu nàng hãy nhìn kìa. Tiết cuối xuân trời quang gió nhẹ, khói hoàng hôn quyền áo chốn non cao. Hay quá. Mấy chiều khuất bóng ngàn lao, bâng khuâng muốn hỏi gì sao hỡi anh ở dương ta. Em tự hào, tự hào nhiều, tự hào nhiều. Biên cương lá rơi thu hà em ơi. Con trai mình mù em không tới nơi. Có dài cho em rõ không anh? Dài gì anh? Con ngựa. Dài cút đột. Cút đột. Dài tướng cướp cút đột. Anh cút đột. Cút đột là con khỉ đột. Em gái ơi. Em gái kìa. Em gái kế bên kìa. Kế bên nè. Em chưa. Em thì là. Ôi trời ơi. Em thì là chết tôi rồi. Em ở Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên. Hồi xưa thì em cũng được xuống miền Tây để đi diễn thôi, chứ chưa bao giờ em được trải nghiệm. Em hy vọng là tí nữa dưới sự hướng dẫn của hai anh chị thì em sẽ đỡ hơn. Em chưa làm bao giờ nhưng em rất là sẵn sàng để em thử xem là khả năng của mình có làm được đến đâu không. Dạ. À, từ nãy giờ sau khi mà cắt tin rồi đó. Sau khi cắt tin rồi đó thì chúng tôi sẽ phép về sớm hả? Không, Kim Tử Long thấy rằng ở bên phía bên đội của Quỳnh Lập sẽ Lục Dương Tin. Không, hát Nửa Đời Hưng Phấn. Nửa Đời Hưng Phấn.
Còn wow, bên đây sẽ hát Lục Dân Tiên Kiều Việt Nga. Lục Dân Tiên Kiều Việt Nga. Anh cho em đóng Kiều Việt Nga được không? Cho em đóng Kiều Việt Nga được không? Đâu bây giờ em làm thử một cái lúc mà Kiều Việt Nga mà đề thơ coi. Em làm được thì đề thơ á. Ông này bình sân nước, này bình sân nước. Kiều Nga tay bự quá vậy. Kiều Việt Nga. Kiều Việt Nga nào mà tập tạ đô vậy? Dạ, 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 dạ được không anh? Đây là nơi chúng ta sẽ tập tuồng. Nơi đây mình chỉ nghĩ là cái sân thôi. Không, đây chính là sân khấu. Wow, wow. Vô dai liền. Nhưng mà thầy đâu? Thầy ơi. Thầy ơi. Anh Long nổi tiếng là Thánh Bào. Em thấy đằng kia có mấy cái tiệc đó. Có nào anh tranh thủ anh ra ảnh làm vài show không? Đúng, ổng chừng là đang bên kia đang là cô dâu xinh quá, xinh thật là xinh. Có thể lắm. Có thể, anh Long hồi xưa có... Anh Long hồi xưa có... Anh Long hồi xưa có... Chào thầy ơi. Tôi dạ, chưa xuất hiện mà nói xấu tôi rồi. Thầy ơi, con không nói đâu. Con không nói là người đang nói xấu. Bán tự di sư. Ban đầu thầy hứa với con là giai này ê hề ê hề thoại. Nhưng khi con nhìn vô thì hỡi ơi, lâu la hai chỉ có một câu thoại. Cái này á, nó nằm ở trong một cái đoạn gọi là cương đó. Dạ. Hồi nãy Long có nói đó, anh có nói là cương đó. Dạ. Thì bây giờ là anh bởi vì anh mới tin tưởng em với bạn này để mà cương. Cái mặt em là anh thấy là cướp rồi đó, yên tâm đi, ra vai. Cái mặt em là anh thấy là cướp rồi đó, yên tâm đi, ra vai. Nha, không còn quá trang luôn, không còn quá trang luôn. Rồi. Tổn thương sâu sắc. Còn bên đây, Kiều Nguyên Nga. Yeah. Hồi nãy là em nói là em không biết ca đúng không? Yeah. Một chút anh sẽ tập cho em ca. Yeah. Nhưng mà là anh chắc chắn em sẽ làm được. Còn bây giờ em làm thử nha. Làm thử nha. Trên đường Thiên Lý gặp nạn tai, chàng đã ra tài diệt phong lai. Chàng đã ra tài diệt phong lai. Tài diệt phong lai. Dần thơ ân nghĩa xây duyên nợ. Bên đây quạt lụa làm tinh chẳng mối mai. Quạt lụa làm tinh chẳng mối mai. Một ngày hơn nữa. Quạt lụa làm tinh chẳng mối mai. Dạ, ráp nha, ráp nha. Ráp nha, ráp nha. Ráp luôn mà. Ráp ở đây luôn anh, ráp ở đây luôn. Mấy cưng ơi, mấy cưng. Dạ mẹ. Bây giờ mình bắt đầu mình tập ha. Dạ. Bây giờ mở đầu á là Lập với lại Tuấn Kiệt sẽ làm năm 1, năm 2. Là coi như mình bàn tán cái đám cưới ngày hôm qua. Sao mãi cái mặt. Nhưng mà mình có giới thiệu nhân vật đồ trước không nè MC? Dạ, dạ có giới thiệu chứ. À, giới thiệu nhân vật xong dạ. Rồi cái bắt đầu vô chuyện ha. Nửa đời hưng phấn tác giả của Hà Triều Hoa Phượng. Dạ, nha, tác đừng giả. Có quên tác giả dạ. Nha. Hai người rút vô. Rút vô thì nhạc sẽ lên. Thì là cô Hương sẽ ra. Cô Hương sẽ ra nhìn giáo giác cái nhà của Tùng. Nhìn cái cổng giáo hoa còn nè. Giáo giác còn nè. Nhìn cái cổng hoa nè. Rồi nhìn xác pháo ở dưới nhà nè. Dạ rồi. Rồi buồn. Buồn. Rồi cầm cái lá thơ nghẹn ngào. Cầm lá thơ nghẹn. Rồi nhìn theo. Lụm lên cái xác pháo. Xác pháo nhà ai đây rồi. Em có bài nhạc đó không? Nhìn cái này vô là đây là nhà của anh Tùng. Xác pháo còn bay tảng mạng đầy sức. Anh Tùng ơi em rượu mà làm ơi. Em rượu mà làm gì mà bà rã rời tan nát vậy? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ông làm gì mà bà... Tất anh Tùng mà. Ơi em rã rời tan nát. Tôi nhớ là... Tôi gửi cho cô rất nhiều bức thư mà. Ừ, đúng rồi. Xong... Thì muốn đời son phấn lạc dần là nguồn sống của cô. Hãy nhận dùm lại một bức thơ. Em đang tập cho bạn thoại cho nó Tùng ra màu sắc. Tùng ơi. Em đang làm gì đó Tùng? Tùng, em đang làm gì đó Tùng? Em nói kìa. Dạ. Em ráp với anh hai rồi. Dạ, rồi. Mặt chú mà nay đóng dây hay. Chú mà nay đóng dây hay. Tùng, anh sợ cô Hương sẽ là vợ của Tùng. Nói cho khẳng khái lên, mình là anh nha. Gì anh sợ? Đây là bắt cười khác. Gì anh sợ cô Hương sẽ là vợ của Tùng? Anh sợ cô Hương sẽ là vợ của Tùng. Anh hai, sự thật
Sự thật là gì vậy hả anh hai? Anh hát rồi. Rồi vô cổ nha. Đúng rồi. Đổ mồ hôi luôn. Vì thế nên mới âm thầm dứt áo ra đi, trong khi lòng cô vẫn tha thiết. Nha, đi ca không? Vì thế nên nương mới âm thầm dứt áo ra đi. Đúng rồi. Trong khi lòng cô vẫn tha thiết yêu tùng. Hay. Dễ quá. Nan, nói nghe đừng có thoại ông già. Ca em cổ được không nè? Bỏ mang từ đây chéo qua. Dạ được. Ôi, hey. Ôi. Ôi. Nè đụng nhau cái trò hề nè. Ôi. Ây mà. Đau quá. Đau thiệt nha, này đau thiệt nha. Thôi thôi vậy. Vô chữ. Ây da. Tao nằm mơ tao thấy hôm nay sẽ có cướp được. Yên tâm. Đó nằm mơ. Tao nằm mơ thấy hôm nay mình sẽ có một vụ cướp táo tợn và đầy vàng bạc châu báu. Con không tin, mấy bữa nay hả đại ca cũng mơ 15 giấc mơ rồi mà cũng có ai đâu. Kìa. Trời ơi, giấc mơ đã thành sự thật. Có một chiếc kiệu lũa là đi ngang qua. Ồ, dạ. Vô. Kiệu dừng lại. Tiểu thư. Mình gặp giam tặc rồi. Em tặc rồi. Em lẳng lẳng lên nha. Dạ, em lẳng. Hỏi chắc ngươi là ai đi? Chắc ngươi là ai? Chúng ta là ăn cướp. Mày muốn gì? Hãy hại ta đi, đừng có hại tiểu thư của ta. Giờ sao đây ca? Kéo luôn vào bên. Phóng xanh đó. Đừng. Nắm kéo lại. Rồi. Ok, mỹ nhân. Thanh. Ui, mỹ nhân chắc nước không trời. Hãy về làm vợ của ta có được không? Chú vô nắm tay ra luôn. Dạ. Vô, cứu tôi với. Ôi, sao giọng không giống. Khoan, dừng tay lại. Khoan. Đúng rồi. Tướng cướp kia. Tướng cướp kia chứ phải tiếng cướp cưa. Trời ơi, ổng ta tiếng cướp cưa. Tướng cướp kia. Ngươi có phải là đồ gà nè? Thằng ranh con kia mày to gan lớn. Thằng ranh con mày to gan lớn mật. Dám đụng đến cô già. Phải không? Đây cây con của cậu Tài à. Xin cậu hãy cầm kỳ diễn cho hay. Thằng ranh con mày dám to gan lớn mật. Dám đụng đến cô già mày chích. Dám đụng đến cô già mày chích. Nghe chưa? Dám đụng đến cô gia thì chết đừng có kêu ca. Kêu ca là kêu ca. Nhát. Em phải thua, em quên mất. Mất. Em á, dạ, xong rồi em cũng là. Mày chịu thua, mày chịu đánh luôn đi. Rồi cuối cùng Lâm lên, rồi để Giang là cuối cùng nha. Giang đánh á. Hey. Đánh. Cứu tao nhanh lên. Rồi giờ đánh tiền nha. Mình sẽ đi. Em thủ đi. Em thủ hết quá. Quá trời. Chưa đánh luôn. Mày đánh quá để người ta diễn một xíu. Đã dai không có thoại được còn được. Anh em trong nghề không? Anh em trong nghề mà có tao thoại mà không thua nhau vậy đó. Nó đẹp hơn tao rồi mày không cho tao. Rồi, trái phải đúng không? Ok. 2 3 trái. Phải. Quẹt đầu. Dẻ gì vậy? Dẻ cơm ba vậy? Dẻ làm động tác cho chứ dứt khoát đây. Cái đánh mà nó dẻ gì vậy anh? Người ta đánh gì nè? 1 Đó, thấy chưa? Anh bạn em. Nãy giờ Nguyên có chuyện quá. Đúng rồi, anh ơi. Anh đánh đúng rồi, cho em thêm ít diễn. Đúng. Hơi. Mình hả cái họng mình. Ê, để người ta có cái dịp. Tôi tan tập. Đại hơi, ấy anh lên. Rồi, anh Long mạnh lên nha. Rồi nha. Đánh tôi chết. Đánh tôi chết thì kì.
Liên qua bên kia. Gầm lên, gầm gầm lên. Đánh có cảm giác xíu, đánh nhẹ quá không có cảm giác đây. Giờ tôi cứ tưởng sợ ông đau rồi sao? Sao đánh mà đánh dừng á? Đúng rồi, đúng rồi, anh giai tử á. Thẻ với bà con nè, ông có nhớ đám cưới hôm qua không? Cái đám cưới gì mà kỳ cục à? Cái đám cưới như mà nhìn mặt chú rể như là ai mới gì giật nợ ông hay sao á, không nở một nụ cười, cái mặt ông sụ xuống nè, ông buồn như con chuồn chuồn vậy đó. Ngay cái lúc mà nó bắt đầu giao bôi á, nhớ không, cái lúc giao bôi không là tôi thấy ổng á là ổng không thèm cười luôn, chỉ có bà cô dâu dịu mới cười thôi. Thôi đừng có ăn nói xà lơ quá đi. Xà lơ là cái gì? Xà lơ là tào lao đó. À, xà lơ là tào lao á hả? Đúng rồi, ngôn ngữ mới với trẻ giờ. Nghe mời người rửa giật kinh bỉ là gì ta chưa hiểu được. Hay là muốn giành váy với cô dâu? Thôi rồi, thôi rồi. Sao? Có thể ổng giành váy với cô dâu không ta? Trời, không lẽ giờ ông được chọn rồi hả? Ông được chọn rồi hả? Chọn rồi hả? Chọn gì? Thôi ông nói cái đứa được đâu. Làm đứa được đâu. Lao. Bà con không hiểu. Tào lao. Vĩnh viễn xa. Chết em rồi, chết em rồi. Anh nói chuyện ai mà em đây không hiểu được. Anh nói chuyện ai mà em đây không hiểu được. Trời chị ơi, khúc này là giết em với anh Hùng rồi. Anh phải nói rõ ngọn chết rồi. Nói chuyện ai mà em không được. Anh đọc đi em. Phải nói rõ. Nè nó cao vậy nè. Anh nói chuyện ai mà em đây không hiểu chết được em. Anh nói chuyện ai mà em đây. Mà em đây. Mà em đây không hiểu. Xuống rồi. Anh nói chuyện ai mà em đây không hiểu được. Mà em đây sao nó tài bài đâu vậy? Mà em đây không hiểu được. Mà em đây không hiểu được. Kẻo mà em đây thắc mắc mãi trong lòng. Kẻo mà mệt được chồng em cố gắng lắm rồi đó. Em không có biết nhiều, em không biết tâm luôn. Sao cô lại khóc? Sao cô lại khóc? Kìa cô. Bỏ nẻo tối tầm nẻo sáng cho ta. Cái gì tầm sáng tầm tối vậy? Bỏ nẻo tối tầm nẻo sáng. À bỏ dạ. Nẻo tối à, dạ đi nha. Dạ. Thôi cái gì đơn giản anh, để lần sau tao bắt gặp nữa là tao đánh. Thôi bị đời quá, được không? Không cho tôi thấy gì tới dài. Tuồng của ta mà. Cái tuồng người ta thổi hay như vậy. Nẻo sáng nẻo tối nó hay tự nhiên. Sáng quay đầu là bờ. Thôi được không? Sao anh? Tầm bỏ nẻo tối tầm nẻo em sáng. Em áp lực quá anh, không đóng vai chính thì thôi em áp lực. Đấy, đây. Bởi là áp lực em quá anh thấy không? Sao em đóng được? Tiện nữ tên Kiều Nguyệt Nga nói thôi. Tiện nữ kên... Ui khó quá. Tiện nữ tên Kiều Nguyệt Nga. Còn đây tỷ tất tên là Kim Liên, quê nhà ở huyện Tây Xuyên, cha làm tri phủ ngồi miền Hà Khê. Em chắc chỉ nói cố nói thôi ạ. Rồi ok, giờ chân. Rồi em nói nè Kiều Nguyệt Nga nè. Duyên kỳ ngộ gặp gỡ giữa đường. Duyên kỳ ngộ. Trời ơi, bây giờ em đọc tiếng Bắc được không? Chứ em nói tiếng Nam là em còn phải học thuộc cái flow tiếng Nam nữa. Em sẽ không thuộc được lời. Vậy em nói tiếng Bắc luôn đi. Dạ. Cũng được mà. Anh nhắc tuồng cho em nè. Rồi, vô nè. Non xanh. Non xanh. Nước biếc tình kiếm cải. Non xanh nước biếc. Non xanh nước biếc tình kiếm cải. Rồi quạt lụa. Quạt lụa. Ấm gì? À, non xuống cứng cứng cãi. À, nước non. Biếc minh thề. Nước biếc minh. Rồi nước cái lúc này nè. Cái lúc này, cái lúc này là nước biếc minh thề. Em đang cầm cái quạt như vậy. Em nghe á. Có
coi gì đó. Rồi, bây giờ mình tập lại từ đầu. Dạ. Lộn vô, lộn chúng nè, lộn. Bài em sợ quá. Làm kiểu Nguyệt Nga mà chị cũng có được chính chuyên lắm đâu. Chị thấy chị làm hầu hợp hơn ấy. Nhưng mà em không được đâu. Mệt quá. Cây đâu? Cây gì? Chụp cây á. Không, chưa, cái đó vô kìa. Người khó dung tha. Ta đây dung kẻ trung thần ghét kẻ tà gian. Ê, hay bọn mình đổi vai không? Thực sự là chị hợp là người hầu hơn đấy. Để chị ra chị hỏi nhá. Vì chị thấy chị hợp đóng vai hầu hơn ấy. Câu gì ạ? Vì cái hầu không phải hát đúng không? Hầu chỉ trả treo linh tinh nhưng mà không. Hai bọn em đổi vai cho nhau được không? Em sợ em không thể thuộc được ấy. Mà ở đây nó toàn là địa chỉ với cả là những cái tích cổ. Bây giờ em học phát âm thôi là đã không xong rồi. Em không thể thuộc nội dung. Cái vai hầu thì nó không phải hát ấy. Rồi. Em áp lực quá, em đang định xin đổi sang vai người hầu. Em đổi sang vai người hầu thì áp lực đè lên con nhỏ kia. Nếu mà hầu nói giọng Bắc thì cũng được, chứ kiểu Nguyệt Nga mà nói giọng Bắc thì có hơi kỳ không ạ? Mà em không kịp hát được luôn á. Thôi thì bây giờ mình cứ tập đi là một lát. Được, anh nói em mà quá trang rồi vô tự nhiên em ra liền à. Em sợ quá. Khổ thân, áp lực đổ mồ hôi te tua luôn. Tại em không thể thuộc được ý. Ý là em đã rất là cố gắng từ đầu đến giờ nhưng mà em nghĩ là... Vậy thì bây giờ em thỏa thuận với Thiên Âm đi. Cọc lại hả? Gông. Vì thế cho nên thương âm thầm Dựng áo ra đi trong lòng. Cô dẫn ta đến yêu tôi. Dạ xin ban nhạc cho đánh lại cho con hát lại.